và bây giờ thì vâng nhạc hiệu điểm báo cũng đã vang lên rồi chúng tôi cũng đang rất là nóng lòng để mang đến cho quý vị những thông tin đáng chú ý sẽ được đăng tải trên các số báo ra ngày hôm nay có lẽ sẽ nhờ biên tập viên khánh phương điểm báo trước ạ dạ vâng ạ à. và thưa quý vị ra anh mạnh thắng đầu tiên trên chuyên mục điểm báo ngày hôm nay thì khánh phương sẽ gửi đến quý vị một bài viết liên quan đến các em học sinh sinh viên khi mà sử dụng những cái dụng cụ công nghệ cao ứng dụng trong việc học tập của mình làm cho rất là nhiều những bậc phụ huynh quan tâm hiện nay thì chỉ cần thao tác đơn giản dùng điện thoại để chụp câu hỏi rồi các ứng dụng giải bài tập sẽ nhanh chóng đưa ra những cái đáp án cho người học sự tối ưu của các ứng dụng giải bài tập điện thoại thông minh, đăng ký cho một số những bộ phận học sinh có tâm lý là ỷ lại và lạm dụng, học tập đối phó và gây nhiều lo ngại. Thực trạng này đã được phản ánh trong bài viết là học sinh lạm dụng áp giải bài tập nên quấy, nên quản hay nên cấm, được in trên trang báo số 12 của báo Đại đoàn Kết số ra sáng ngày hôm nay với mục đích tự học thì những ứng dụng hỗ trợ giải bài tập là một ý tưởng hay trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ nhưng không phủ nhận hiện nay một bộ phận học sinh đang lạm dụng những app này để giải quyết nhanh bài tập về nhà học đối phó với thầy cô Bên cạnh đó, thì việc đánh giá năng lực thực chất của học sinh cũng rất khó khăn, bởi khi các em giải bài tập nhờ phần mềm thì đó không phải là kết quả thực chất mà chỉ là kết quả của công nghệ. Trao đổi với phóng viên báo Đại Đoàn Kết, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục Đào tạo ví việc học sinh sử dụng ứng dụng giải bài tập như nhờ người khác tập thể dục hộ mình, để thấy rằng nếu các em lạm dụng các ứng dụng này trong học tập thì sẽ không có tác dụng gì cho bản thân. Vì thế, theo ông Thành cũng như nhiều chuyên gia giáo dục khuyến cáo, thầy cô nên thay đổi cứu cách giao bài tập cho học sinh không giao những bài tập đã có sẵn với những bài tập áp có thể giải được nghĩa là có thể là bài tập đấy đã có thể lập trình hóa chỉ cần đưa ra con số là có thể có lời giải giáo viên nên hạn chế những bài tập như thế và cần cân nhắc giao bài tập cho học sinh thế nào để các em phát triển năng lực bản thân bài tập đấy phải hồi tụ đủ những cái yếu tố, những yêu cầu về các yếu tố sáng tạo, đưa ra cách thức giải quyết bài toán chứ không phải là thực thi cách thức ấy. Khi đưa ra cách thức thì máy móc công nghệ không thể nào có sẵn được. Vâng, thưa quý vị, dịch bệnh trong nước thì cũng đã được kiểm soát. Nhu cầu đi lại bằng đường hàng không thì cũng đã bất ngờ, bứt tốc sân bay đông nghẹt người trước thềm, thềm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 mở ra cơ hội làm ăn lớn cho các ngành hàng không và du lịch. Và đây cũng là nội dung đáng chú ý được đăng tải trong bài viết Hàng không du lịch làm ăn lớn trên trang 2 và trang 3 của báo tôi trẻ. Theo bài viết thì những ngày này, hàng nghìn nhân viên hàng không đang làm việc xuyên lễ với khí thế vào hội của ngành du lịch phục vụ khách hàng. Sự đông vui tương bừng trong dịp lễ tại các sân bay chính là sự hồi sinh mạnh mẽ của hàng không và du lịch tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 27 tháng 4, nơi hàng ghế ngồi đợi luôn chật cứng, khách phải ngồi bệt xuống sàn, các quầy ăn uống trong sân bay, thậm chí mua vé vào phòng thương gia cũng chật ních người trong những ngày gần đây. Ông Nguyễn Đình Hùng, tổng giám đốc công ty SAS cho biết hàng không đang bừng tỉnh trở lại nhanh hơn dự báo. Thậm chí công ty này nhận được nhiều đề nghị hợp tác phục vụ cả hàng không quốc tế mở đường bay đến Tân Sơn Nhất như là Air Incheon, Ethiopia Airlines, Fish Aviation, Garuda Indonesia, tần suất từ 5 đến 7 chuyến một tuần. Ông Hùng khẳng định đã chuẩn bị chu đáo phục vụ khách dịp lễ 30 tháng 4. Dù có vài ngày khách đi lại trong đợt cao điểm nhưng là điểm sáng để hàng không bước vào trận đánh lớn dài hơi sắp tới là đợt cao điểm hè và cạnh tranh bầu trời quốc tế khi các rào cản về kiểm soát dịch gần được gỡ bỏ. Để chuẩn bị cho một mùa du lịch mới thì công ty SAS và nhiều đơn vị thời điểm này cũng đã cấp tập tuyển thêm người, đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị tâm thế phục vụ như những mùa cao điểm của những năm chưa có Covid-19 mà không quá lo lắng như vài tháng trước. Thưa quý vị, một trong những nguyên nhân khiến cho việc ngăn chặn và xử lý tình trạng trốn thuế khai gian giá chuyển nhượng bất động sản còn gian nan năng trong thời gian vừa qua là bởi vì do thiếu một số những cơ sở dữ liệu về giá giao dịch trên thị trường. Điều này cũng khiến cho rất nhiều cơ quan chức năng gặp khó khăn khi đấu tranh ứng định thuế với giá chuyển nhượng đất đất bộng sản. Quý vị quan tâm vấn đề này có thể tìm đọc trên trang số 1 và số 2 báo lao động với bài viết gian năng ngăn chặn, xử lý trốn thuế, khai gian giá bất động sản. Liên quan đến thu thuế chuyển nhượng bất động sản, theo ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, khó nhất hiện nay là luật đất đai quy định bảng giá đất ổn định 5 năm, trong khi thực tế giá thị trường bất động sản lại biến động liên tục, vì vậy dẫn đến viện giá quy định không sát với giá của thị trường bất động sản. Đồng thời hiện nay cũng chưa có cơ quan nào xây dựng cơ sở dữ liệu về giá giao dịch trên thị trường. Chính vì lẽ đó, cơ quan chức năng gặp khó trong việc đấu tranh ứng định thuế với giá chuyển nhượng đất bộ đất mũi bất động sản và tìm ẩn nhiều rủi ro với cơ quan thuế. Trước vấn đề này, các cục thuế được yêu cầu ra soát đấu tranh với các tổ chức cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, yêu cầu các đơn vị phải tự điều chỉnh giá kê khai tính thuế sát với giá thị trường chi tiết đỉ, đến từng con đường, tuyến phố trong dự án. Nếu phát hiện trường hợp cố tình vi phạm, cơ quan thuế sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra xử lý nghiêm, đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh chuyển nhượng bất động sản. Thưa quý vị, nếu như ở mảng phim tài liệu thì còn có những cái phim hay về chiến thắng 30 tháng 4, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thì phim truyện lịch sử về ngày 30 tháng 4, ngoài chiến trường chia nửa vầng trăng của cố đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Hồng Sến khá thành công thì chưa có phim nào gây ấn tượng kể cả Giải phóng Sài Gòn năm 2005. Nhưng thực ra các nhà làm phim Việt thì không chỉ nợ khán giả về phim ngày 30 tháng 4 mà còn ở nhiều sự kiện lịch sử khác. Nội dung này cũng được đề cập trong bài viết Phim truyện lịch sử và những thử thách phải vượt qua trên trang 6 của báo lao động số ra ngày hôm nay. Phân tích về nguyên nhân thì bài viết đưa ra 3 lý do. Vấn đề đầu tiên chính là tiền đâu. Cho tới nay thì phần lớn các phim lịch sử chiến tranh cách mạng do nhà nước đặt hàng. Rất ít hãng phim tư nhân nào nuôi tham vọng làm phim lịch sử với lý do dễ nhận ra. Kinh phí đầu tư rất khủng mà thu hồi vốn rất khó nếu không muốn nói là bất khả thi. Thứ hai chính là vấn đề trường quay điện ảnh việt muốn thực sự trở thành nền công nghiệp điện ảnh dứt khoát phải có trường quay hiện đại đạt chuẩn quốc tế với không gian rộng để tối thiểu ba đoàn làm phim cùng quay một lúc trường quay sẽ giải quyết bao khó khăn về thời tiết bối cảnh đặc biệt là bối cảnh khi mà nhiều địa điểm lịch sử giờ không còn nguyên vẹn được cải tạo tu bổ quá đà nên nhiều phim phải giấu bối cảnh bằng hình ảnh đen trắng và hơn thế sau khi quay xong trường quay hoàn toàn là điểm du lịch để khách tham quan thứ ba là đội ngũ làm phim giỏi nghề Biên kịch, đạo diễn của những thức phim lịch sử phải am hiểu sâu sắc về giai đoạn lịch sử đó nếu không phải biết tìm kiếm nhân chứng, thu thập tư liệu từ nhiều nguồn khác nhau để có nhìn đa chiều. Qua phân tích trên có thể thấy, một phim truyện điện ảnh hoành tráng xứng tầm với chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn luôn là món nợ với các nhà làm phim Việt và sẽ đặt gánh nặng nợ này cho lớp trẻ. Thưa quý vị và tờ báo cuối cùng mà chúng tôi muốn chuyển tải những cái thông tin nổi bật đó chính là báo pháp luật. Hiện trên trang nhất và trang 2 báo pháp luật đã có bài viết đáng chú ý uh, liên quan đến vấn đề là có nên quản lý tiền công đức hay không. Với đây thì trong văn bản góp ý dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề nghị ban cần phải soạn thảo định nghĩa về tiền công đức phân biệt với tiền tài trợ cho di tích và các hoạt động lễ hội. Và cụ thể trong văn bản này cũng đều Tiền công đức, tiền tài trợ cho di tích do tổ chức tôn giáo sở hữu, tiền tài trợ lễ hội do tổ chức tôn giáo và tổ chức là tài sản hợp pháp do sở hữu riêng của tổ chức tôn giáo được nhà nước bảo hộ. Vì vậy mà ba loại tiền này không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư Viện dẫn luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016, Giáo hội Phật giáo cho rằng, nhà nước chỉ yêu cầu tổ chức tôn giáo tự quản lý sử dụng tài sản đúng mục đích phù hợp với quy định, nhà nước không quản lý sử dụng tài sản của tổ chức tôn giáo. Giáo hội Phật giáo cũng không tán thành đề xuất tổ chức tôn giáo phải mở sổ ghi chép đầy đủ các khoản thu chi cho các công tác tổ chức lễ hội. Khi lễ hội kết thúc phải tổng kết việc thu chi về tiền công đức thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng cho rằng đây không phải là loại tài sản phải đăng ký theo Bộ Luật Dân sự năm 2015 nên không có nghĩa vụ phải công khai. Cho biết ủng hộ minh bạch trong việc quản lý thu chi tài chính với cơ sở thờ tự. Tuy nhiên, Giáo hội Phật giáo cho rằng việc ghi chép và báo cáo chỉ nên quy định theo của nội bộ giáo hội. Khi cần thiết thì giáo hội sẽ làm việc với cơ quan quản lý nhà nước và yêu cầu quy định. Vâng thưa quý vị và những thông tin vừa rồi thì sẽ là những thông tin cuối cùng để chúng ta khép lại cho chuyên mục điểm báo ngày hôm nay. Với rất nhiều cái đầu báo mà chúng tôi vừa điểm thì quý vị có thể là đón mua, đón xem để có thể tìm hiểu kỹ hơn những thông tin chi tiết. Và bây giờ thì đừng vội rời khỏi màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại với những thông tin đáng chú ý khác.